Việc xe vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép không những là nguyên nhân trực tiếp làm cho kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị xuống cấp hư hỏng mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nhằm siết chặt tải trọng các phương tiện vận tải, lực lượng công an tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tải trọng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều mỏ khai thác và tập kết vật liệu xây dựng và nhiều công trình đang được triển khai thi công, nên hàng ngày lượng xe ô tô tải vận chuyển vật liệu lưu thông qua lại. Trong đó có nhiều xe ô tô chở quá tải trọng đã làm hư hỏng, xuống cấp nhiều tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn cho người tham gia giao thông. Để ngăn chặn tình trạng xe quá tải lưu thông trên các tuyến đường, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tiếp tục triển khai kế hoạch cao điểm xử lý xe vi phạm quy định về tải trọng, cơi nới thành thùng gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, đặc biệt tại các tuyến đường trọng điểm thường xuyên có xe vận tải hàng hóa, nguyên vật liệu xây dựng đi lại. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh thì Ban Giám đốc đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và xây dựng kế hoạch và đã phân công thời gian, địa điểm và cũng như là các tuyến đường và hai nữa là lịch tuần tra là khép kín 24/24 trên toàn bộ địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm đối với những trường hợp xe mà chở như là cơi nới thành thùng hay là xe phủ bạt không đảm bảo gây mất trật tự an toàn giao thông cũng như gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Xác định việc nâng cao ý thức của người lái xe, chủ phương tiện giao thông là việc làm thường xuyên để hạn chế tình trạng chở quá tải trọng cho phép. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Công an tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho từng lái xe, chủ phương tiện. Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng chức năng, đến nay tình trạng các doanh nghiệp cho xe chở quá tải trọng đã giảm đáng kể. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã cam kết không chở hàng hóa vượt quá tải trọng cho phép. Nói chung là tôi lái xe được hơn chục năm rồi. Nói chung là vấn đề đảm bảo an toàn là tôi luôn luôn chấp hành. Nên là xe là không cơi lưới này, đi đúng trọng tải này, đấy, xe hoạt kín này. Đấy. Và vấn đề đi trên đường thì coi là giữ lúc nào cũng khoảng cách độ an toàn. Mặc dù việc xử lý các hành vi vi phạm tải trọng xe gặp không ít khó khăn, song với mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với tinh thần không có vùng cấm trong xử phạt xe quá tải quá khổ. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện xử lý gần 600 trường hợp xe chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng, không che phủ bạt, gây ảnh hưởng đến môi trường, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên 1,1 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng được thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh là không có vùng cấm, kể cả đối với những cái xe chở nguyên vật liệu hoặc là tham gia các cái dự án trên địa bàn tỉnh vẫn phải chấp hành nghiêm các cái luật giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh một cách tốt nhất. Để chấm dứt tình trạng phương tiện quá tải lưu thông trên các tuyến đường, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, thì mỗi người lái xe, mỗi doanh nghiệp đừng vì lợi nhuận mà quên đi sự an toàn tính mạng của mình và người khác. Hãy chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ vì hạnh phúc của mọi người, mọi nhà.